trời tối lắm rồi các bạn, chắc tôi phải đóng cửa lại để đi ngủ thôi. Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, sao tôi mãi mê hả quay video cho các bạn coi cái tôi quên mất giờ đi ngủ rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, mình phải đi ngủ thôi, không là mai mình dậy không nổi đâu. Chúc các bạn ngủ ngon nha, tôi gà đi ngủ đây. Ôi trời ơi, ai gõ cửa vậy trời đất ơi, vừa ngủ được chút xíu mà có ai kêu rồi. Trời, tính ra là 3 giờ sáng rồi, ai kêu cửa vậy, có biết là mấy giờ rồi không hả? Ui, sao không ai trả lời tôi vậy trời, rốt cuộc là ai vậy, ai đang ở ngoài đó vậy, sao không ai trả lời tôi vậy, rốt cuộc là ai đang ở ngoài. Ôi cái gì vậy, ôi sập cái cửa luôn rồi. Ui ai vậy trời đất ơi, thì ra là Giác Huy Nabi hả trời, vậy mà làm tôi hết cả hồn à. Rốt cuộc là mấy người muốn gì hả? Bật lây hận, lây hận hả, là sao? Ai trời đất ơi, mấy người làm cái gì vậy, thả tôi ra, đưa tôi đi đâu vậy trời đất ơi, mấy cái người này bưng tôi đi đâu vậy trời đất ơi. Huy ơi, Giác ơi, Nabi ơi, ba người làm cái gì vậy, thả tôi ra coi trời đất ơi. Mọi người đừng có chôn chôn Việt Nam tôi nha, chôn Việt Nam hoài ở trời đất ơi. Mọi người đưa tôi đi đâu mà vô rừng gì tối thui vậy trời đất ơi, thả tôi hả, cái gì tới đâu cơ, nó xuống đi cái gì vậy trời đất ơi, mọi người làm cái gì mà quăng tôi xuống cái lỗ nè trời đất ơi. Mọi người đang chôn chôn Việt Nam tôi đâu, thằng sau lưng mình cái gì vậy, sao tự nhiên mọi người làm một cái mộ cho tôi có hình mặt tôi có chữ tô gà đi. Đừng nói là mọi người tính chôn tôi nha, trời đất ơi, cái này không phải là chôn chôn Việt Nam nữa mà là chôn chôn Việt Nam luôn các bạn ơi. Mọi người đừng có đùa như vậy nha, tôi thấy không vui nha. Ôi ta đâu có đùa, cái gì không có đùa hả, là sao? Ôi trời ơi, cái gì, ôi cái gì đây, sao Huy Đức Nabi Giác VN trở thành cái thứ gì mà đáng sợ quá vậy? Không xong ra đề à, cái gì xong xong rồi, cái gì mọi người làm vậy, thả tôi ra, thả tôi ra. Ôi, cái gì vậy, sao mọi người lắp lại rồi. Ôi, đừng mà trời ơi, đừng có lắp tôi lại, đừng có chôn tôi mà. Tạm biệt. Tạm biệt. Ôi, cái gì, ôi không, dưới này tối quá các bạn ơi, chết rồi, bây giờ phải làm sao để thoát ra khỏi cái chỗ này. Tự nhiên mấy người kia chôn tôi xuống đây luôn rồi, trời ơi, đây là đâu vậy? Ôi kìa, sao tự nhiên mình đang ở đâu vậy? Tôi nhớ là mình đang ở dưới lòng đất, mình đã bị chôn xuống rồi mà sao chỗ này nhìn nó khác cái chỗ hồi nãy quá vậy? Tôi không biết là tôi đang ở đâu. Ôi kìa, ui trời sao rồi các bạn, wow, đây là chỗ nào vậy, sao mà nó đỏ lè vậy, mà nó là một cái hành lang dài luôn các bạn. Ui hình như lối ra ở đằng kia kìa. Ui mình phải chạy tới đó thôi nha, hai bên mình cũng có gương quá trời. Ôi kìa, ui sao tự nhiên nó lại tối thui lại vậy? Ôi kìa, trời sao hồi nãy nó vừa sáng lên một cái tôi thấy có gì đó đúng không mọi người. Ê, đừng có làm tôi sợ nha. Ôi cái gì vậy, tôi thấy hai cái bóng ma nó đang tiến tới chỗ tôi. Ôi cái gì vậy, ôi trời ơi, ma kêu. Ôi cái gì vậy, đâu có thấy gì đâu, trời đất ơi, chắc là tôi sợ quá, tôi bị hoang tưởng rồi. Coi ôi chạy lẹ thôi các bạn, nhanh lên. Ôi cái gì vậy, tại có tôi rồi. Ê, đừng nói là mấy con ma nó lại xuất hiện nữa nha. Ồ không có gì hết trời, à vậy mà làm tôi hả. Nó ở sau lưng tôi, chạy thôi các bạn ơi. Trời ơi, nó ở sau lưng tôi kìa. Ôi chạy vô cái lỗ này thôi, hay cha. Ui, mình thoát ra được trời. Ui sao nó lại một cái nơi nào đó giống cái chỗ màu đỏ hồi nãy. Ui như đằng kia, hình như là hai con ma hồi nãy nó đang chạy tới chỗ tôi kìa. Trời ơi chết rồi, chạy rồi. Ui chết rồi, ui nó đang đuổi tới tôi kìa. Ui bên này là cái gì đây, sao tôi thấy cái chỗ này. Ui cái này là cái gì, ui sao nhìn nó khó chịu. Ui cái gì vậy, sao nhìn nó ảo vậy. Ui sao lại có tôi trong cái hình này vậy. Ui các bạn ơi, sao chỗ này nhìn nó kỳ quá vậy, sao tôi có thể thấy tôi ở bên kia, các bạn thấy không. Ui trời ơi, này như là ảo ảnh. Ui đợi đây có một cái cần gạt không. Ui trời đất ơi, thì ra nó chỉ là ảo ảnh thôi các bạn ơi. Trời bên này cũng vậy. Ui trời, ui tôi kia các bạn. Ui nhưng mà sao tôi nhìn tôi ở bên kia vậy, nhìn nó như một cái gương vậy các bạn, nhưng mà nó phản chiếu lại, nó bị ngược các bạn, nhìn tôi đang đi ngược kia các bạn thấy không. Ui ghê quá, này mình sẽ gạt cái này. Ui à, khi mình gạt cái này thì hả, cái ảo ảnh nó sẽ biến mất các bạn. Trời rồi tôi sẽ tắt hết cái này ảo ảnh này. Ui trời ơi, ảo ảnh ghê quá bạn. Ui lại là tôi kia. Ui để tôi gạt cái cần này là hết đi. À được rồi, tất cả chỉ là ảo ảnh để dụ tôi thôi, đâu có phải dùng mấy cái ảo ảnh này mà dụ được tôi đâu. À như cái này cũng là một cái ảo ảnh khác đây các bạn. Trời ơi nhìn nó giống nghe chứ, trời nhìn nó y đúc tôi luôn đây. Ôi nhưng mà sao cái con này nó không có bắt chước theo tôi ta. Ôi kỳ vậy. Ôi cái gì vậy, ui sao cái ảo ảnh này nó đổi hình dạng luôn, nó đáng sợ hơn luôn rồi. Ê đừng có lại đây nha, đừng có lại đây. Ôi nó đang đi tới chỗ tôi kìa, chạy thôi. Ui đây là đâu vậy, đây là chỗ nào. Ui giọng cười đó. Ui Nabi, Huy và Giác, ui sao mọi người lại ở đây vậy, tại sao mọi người lại trốn sống tôi ở đây. Ôi kỳ vậy. Ôi mấy con dao nó bắt đầu rớt rồi kìa, coi ui đâu ra vậy. Ui hình như là mấy cái chỗ đỏ đó là nó sẽ nhắm vô đó để nó rớt hay. Ôi coi chứ kìa. Ui vậy là mình sẽ phải né mấy cái nòng nhắm đó, nếu không là nó sẽ nhắm vô mình đó các bạn. Ui bên này cũng có nè, trời ơi vậy là mấy người kia đang theo dõi mình và hả cười trên nỗi đau của mình sao. Mấy người kia dừng lại đi, đừng có làm vậy nữa mà. Tôi không bao giờ dừng lại đâu. Cái gì không dừng lại á, tức tiền chứ. Bọn họ chỉ là Huy Giác Nabi ác độc, các bạn không phải là hả bạn của tôi. Trời ơi nếu không sẽ không làm vậy với tôi đâu. Nhưng mà các ngươi sẽ không bao giờ làm hại được ta đâu, tại vì ta né rất là giỏi. Tăng độ khó lên nào. Tăng độ khó lên. Ôi cái gì vậy, ôi trời ơi, mình lỡ miệng mình nói dễ một cái, bây giờ nó tăng độ khó lên bao nhiêu. Ôi mấy con dao nó rượt theo sau lưng tôi kìa. Oh my god, không được, chạy. Trời ơi tôi xin lỗi bà, tôi né dở lắm, tôi không có né giỏi đâu. Trời ơi
nguy hiểm quá đi à. Mình mệt quá rồi, mình chạy hết nổi. Ôi giời ơi, nó đang đường theo tôi kìa. Ôi không, mình chạy hết nổi. Ôi không. Ây da, đâu mà tối như vậy, mình còn sống không vậy cơ? Ui, đây lại là đâu đó. Ui, hình như mình lại được dịch chuyển qua chỗ nào đó rồi đây coi. Ui, hình như ở đây là một chỗ bắt cua hả? Nhưng mà sao nhìn ở dưới là cái quan tài, rồi có mấy cái mộ nó bay qua bay lại nhìn đáng sợ quá vậy. Trời ơi, chắc là mình phải bắt cua qua bên kia thôi, chứ bây giờ nếu mà đi vô đây thì mình sẽ quay lại cái chỗ hồi nãy đáng sợ lắm các bạn ơi. À, được rồi, bây giờ mình sẽ bắt cua trên những cái mộ này, nhảy qua đây là... Ừ, trời ơi, có mấy cái mộ nó cứ bay qua bay lại nguy hiểm quá các bạn. Được rồi, bây giờ mình nhảy qua đây rồi, nhảy qua đây chắc. Ôi trời ơi, là bị nó đẩy xuống lava rồi. Nhảy tiếp nào các bạn. Ai cho người chạy đó? Ơi, đó là Nabi với lại Huy nấp kinh gì á, chết rồi, phải chạy thôi. Lẹ lẹ trời, nhảy qua đây, nhảy qua đây, nhảy qua đây. Không là bọn họ bắt được. Tôi bọn ta sẽ bắt được người thôi. Bọn họ đã bắt cua qua kìa các bạn ơi, chết rồi, chơi nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, nhảy qua đây rồi, nhảy qua đây. Ui, bọn họ đang được tới chỗ mình. Ui, Nabi bị rớt xuống rồi. Ui, đúng là Nabi mặc dù kinh dị nhưng mà vẫn bắt cua dễ như thương các bạn ơi. Được rồi, chạy tiếp thôi. Cuối cùng cũng bắt cua xong rồi. Ui, nhưng mà đây là chỗ nào nữa vậy? Sao lại có mộ nữa rồi các bạn ơi? Sao mà hôm nay mình gặp nhiều những thứ cái mộ kinh dị quá vậy? Được rồi, bây giờ ở dưới này không biết có gì ông ta, để tôi mở ra thử coi. Ui, đây chỉ là Hi Ha tổng thống mà. Ui, sao lại nằm ở đây vậy? Trời đất ơi, để coi cái bên này thì sao. Ui, chị Nabi à. Ui, sao chị Nabi lại nằm đây? Còn bên này thì sao? Ừ, đừng nói là ui, đây là Huy Núp mà. Ừ, vậy hai cái người nãy giờ rượt mình là ai vậy trời? Là tụi ta chứ ai. Ôi, chạy thôi, chết rồi, chạy lại trời ơi, cái chỗ này nó đáng sợ quá đi à. Chết rồi, đường cục rồi các bạn. Cái gì vậy? Tôi hết đường chạy rồi. Huy Núp và Nabi phiên bản kinh dị mà còn khổng lồ nữa. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ui, ở đây có một thanh kiếm à. Mình sẽ dùng thanh kiếm này để đánh bại hai con quái vật này. Chết rồi. Ôi, trời ơi, ây da. Tụi nó sai cái gì dữ vậy? Ôi, đây, chết rồi. Ôi, trời ơi, tụi nó đánh sai vậy, làm sao mình đánh được? Được rồi, bây giờ mình sẽ dùng kiếm này mình đánh này. Hai chặt Nabi, ây da. Chết rồi, mình sẽ đánh Huy Núp đây. Hai chặt, ây da. Chết rồi, mình không thể nào tiếp cận được bọn họ, đẩy mình ra ngoài. Nabi nè, Nabi lại. Hai chặt, đánh Nabi rồi. Ui, đánh được rồi. Nabi, Nabi này, Nabi này, Nabi này, mình sẽ tiêu diệt từng đứa cái gọi. Ôi trời ơi, ây da đau quá. Trả Nabi bình thường lại cho ta. Hãy cha. Ôi nó đẩy mình ra ngoài bài tôi nghĩ chứ. Các bạn hãy cổ vũ cho con gái đi để đánh bại ai con quái vật Nabi và Huy Núp này. Được rồi, Nabi này, mình sẽ cái ấy ra cho. Để mình né. Được rồi, kết liễu Nabi nào. Hãy cha. Một con quái vật rồi. Được rồi, bây giờ tới lượt ngươi nè. À, sẽ tiêu diệt ngươi. Nè. Ôi nó bắn ra cái kêu ghê quá rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ bật lui đằng sau lưng nó. Ta sẽ đánh mày, ngươi này còn. Ây da. Các bạn ơi, cổ vũ cho con gà thiệt là nhiều đi nào. Bay nè, bay nè. Đánh bại con quái vật này. Chà, đánh bại được luôn rồi, tuyệt vời. Ui, vậy là mình thành công rồi sao? Vậy là sao? Ui, sao chỗ này nó như đang sắp động đất vậy bạn? Ui, sao mọi thứ đâu? Ui, mấy cái gì nó đang rớt xuống kia bạn? Ôi ôi, hình như là chỗ này nó sắp sập rồi mọi người. Ôi, cái gì? Ôi, không. Ôi, cái gì vậy? Ôi, không. Ây da. Ô bà ơi, coi gì đâu nhỉ? Ôi, trời ơi. Sao đây là đâu vậy? Ủa, ây da, đây là đâu vậy? Ui, chết rồi. Ôi, tôi tưởng mình bị sập hầm. Ui, tôi đã ở đâu vậy? Ui, đây là chỗ nào vậy? Ui, Huy Nabi, sao hai người lại đây? Cứu em chứ còn gì nữa, em bị chìm dưới đống sỏi. Cái gì? Em bị chìm dưới đống sỏi hả? Ui, là sao vậy? Sao mình lại bị kẹt ở đây? Nãy giờ không lẽ tất cả chỉ là mơ sao? Ui, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em không nhớ gì hả? Hồi nãy tụi mình đi mai đó. Hả? Cái gì? Hồi nãy tụi mình đi mai đi đào khoáng sản hả? Nhưng mà sao? Hình như mình nhớ được cái gì đó rồi các bạn ơi. Bên đó có gì không tôi gà? À, bên này không có gì hết trơn á. Ui, chị Nabi, bên đó có gì không chị Nabi ơi? Bên đây chỉ có sắt thôi à. Ờ, trời đất ơi, chán quá vậy. Để em tìm kiếm xung quanh thử coi. Trời ơi, nguyên cái ngày hôm nay đi đào kim cương mà hả? Không có cục kim cương nào hết trơn. Ui, chị Nabi ơi, em thấy ở dưới đây có kim cương nè. Để em nhảy xuống đào kim cương luôn nè. Hả? Có kim cương rồi. Hả? Cái gì? Trên đầu em. Ok vậy. Ui, cái gì vậy? Cứu em với. Cứu tôi gà ơi. Trời ơi, chuyện là vậy đó các bạn ơi. Hồi nãy tôi ham kim cương quá, tôi nhảy xuống tôi đào cái phía trên tôi có quá trời sỏi, cái nó sập xuống nó đè tôi, xong tôi xỉu ở dưới đó và tôi đã mơ một giấc mơ thiệt là kỳ lạ. Tôi mơ hả? Em mơ em bị mọi người chôn sống đó mọi người ơi. Trời ơi, ghê không, ghê không? Trong khi đó mọi người còn hả muốn tiêu diệt em nữa. Gì mà ghê vậy? Trời đất ơi. Ok em biết mà. Đúng trời vậy. Ơi đúng là đáng sợ thì chứ. Thôi mọi người, chúng ta nên đi về thôi. Hôm nay đi đào vậy là đủ rồi, không có kim cương kim sắt vàng gì hết trơn. Thôi đi rồi, đi về mọi người ơi, đi về nhanh thôi nha mọi người ơi. Tất cả không phải là giấc mơo đâu. Chúc các bạn fan ngủ ngon.